Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một địa điểm tham quan khá nổi tiếng ở vùng Melbourne, Australia, đó được mang tên là Werribee Open Range Zoo. Được thành lập trên một khu vực đất rộng lớn, nơi đây tập trung vào việc tái tạo môi trường tự nhiên để tạo nên một không gian sống chân thật cho các loài động vật. Tại Werribee Open Range Zoo, du khách có cơ hội thưởng thức những trải nghiệm gần gũi với động vật hoang dã như đi thuyền xuyên qua các khu vực mô phỏng, hồ và sông, mang lại cảm giác như chúng ta đang ở giữa các vùng đất hoang vu. Nơi đây nổi tiếng với việc giữ gìn và bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm, từ loài linh dương, hươu đến các loài động vật lớn như tê giác, sư tử. Đặc biệt, nơi đây chú trọng vào việc giáo dục môi trường giúp du khách hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của việc bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã trong tự nhiên. Với không gian mở rộng, sự chăm sóc đặc biệt và trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, thì Werribee Open Range Zoo là điểm đến thú vị cho những người yêu thích động vật và muốn khám phá vẻ đẹp hoang dã của thế giới tự nhiên. Nếu có dịp mà các bạn đi tới Melbourne tham quan, thì hãy đến khu vực này chúng ta trải nghiệm, sẽ có cảm giác khá là thú vị. Các bạn hãy thử một lần rồi xem nhé.